dân ở Cà Mau đó, bà bò cua bắt ốc. Cái tay nào hư đây? Bọn này hết sớm vậy. Hư nè. Đã nãy người ta bán buôn, người ta kêu chừa hai tờ sống chừa má. Hưng chơi đầy á. Trời ơi đó chưa, bởi vì cái miệng của bà tôi giá cho Khang tiếng hoài luôn. Nói tầm bậy tầm bạ giỏi vậy cái cục cổ của bà nè. Đó. Cũng nước đá hoài luôn. Nói tùm đùm tùm la đó. Cái gì? Nói. Kìa bán cho bà hai con khô mực kìa, đưa tiền đây. Tao ở đâu? Vậy sao bà kêu bà gái giấu số 2? Hai người vô. Chỉ cái gì? Trời ơi, hai người vô thì nói hai người vô tự nhiên chỉ ông khu mực cái là số 2. Tôi đâu biết, tôi kêu hai con rồi đó, 420 đưa tiền đây. Đưa tiền đây 420 đưa con khu mực. Vô hả? Vô đâu? Anh đi đâu? Anh đi vô ăn chứ anh đi đâu? Rồi mấy người với anh, rồi lên xe luôn nè. Rồi. Cho gì chứ? Ở chuỗi. Đẹp trai quá. À. Xích da má, cộng trẻ của con bà nội. Vô đây anh. Dạ hello, anh mới tới hả? IBD, anh biết mà bà làm cái gì vậy? Bà gành với em, anh thấy không? Anh ngồi ở đâu vậy? Ok. Xích cái bàn ra cho gọn nè em. Không, cái này hơi bị... Hơi bị trong trinh đúng không? Đúng rồi. Em ơi, lấy cái bàn mới cho bé đi em ơi. Cái bàn nó bị trong trinh vên á. Ê, trời ơi. Đi vô ba đi, con đi theo mẹ nè. Nè đó, mẹ lấy cái tay mẹ đút vô cái bông gòn luôn nè. Thôi chết rồi. Chết kìa. Có bán không vậy? Hết rồi bà phải mua giấy số mà bán được cho người ta chứ, ai mà mua giấy số mà được. Mua mà cái bà hết, lần nào cũng hết rồi mới mốt sao ta mua của bà nữa. Hết rồi. Hết rồi bây giờ bà kiếm mấy người nào còn giấy số mà mua lại. Đưa tiền đây. Mười tờ của người ta dặn đâu? Rồi máy này buôn bán vẫn chơi quá vậy trời. Ok ông Khoa chở bây giờ dưới quê nha. Rồi giờ đi đâu? Ngồi nghỉ mệt để tôi lựa địa điểm cho ngồi nè, ngồi đây là tốt nhất nè. Vô cái bao đen ngồi đi. Mẹ con trai mát nè, bà chức bà đuổi con hoài. Bà làm gì bà đuổi cháu tôi hoài vậy? Vô nó quá, ta đang ngủ. Nó nhảy ra trên cái... Bà con của tôi, bà không nuôi được thì tôi nuôi. Bà làm cái gì vậy? Mẹ đi đẳng đi, con không có hoang nước đâu, con đang đóng phim mà mẹ làm cái gì? Trời ơi, rất dễ sợ. Cái nước đâu mà mẹ đưa nước cho con hoài. Để đẳng đi mẹ, cảm ơn mẹ, đó thấy chưa? Thấy con gái của mình mệt mỏi quá đó, nói chuyện quá trời sợ Khang tiếng giống con mụ Simla này, bà mụ Simla này. Xích cái chân ra bà của tôi. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn, ai đưa cái gì cũng ăn. Lộ lem nó cầm trái táo nó ăn nó chết cũng vì bà đó. Đưa cái gì cũng ăn. Cái gì vậy? Ngọn đùi á. Ngọn đùi bà hả? Kêu anh Hưng á. Bà kêu tôi. Kêu một lần là tôi biết rồi. Kêu tôi đúng không? Cái gì? Châu ngồi lên. Cái gì? Không, đít mày bự lắm mà. Vậy sao nãy bà kêu tôi ngồi lên đùi bà? Ai ngồi? Anh Hưng cho em ngồi nha. Thấy chưa? Anh Hưng. Anh Hưng, bà cho anh Hưng ngồi lên đùi bà đúng không? Thì bây giờ anh Hưng ấn cắn vào tôi là tôi ngồi lên đùi bà. Đít mày bự lắm. Vậy thôi bà ngồi lên đầu tôi đi. Bây giờ một là tôi ngồi lên đùi bà, hai là bà ngồi lên đầu tôi. Bà chọn cái nào? Bà tùm lum tùm la. Nè thấy không mọi người? Cái gì vậy của tôi mà? Bà nãy giờ bà cầm me chưa? Cái gì vậy? Trời ơi. Đi đi con, đừng có đưa bà cầm cái này cầm cái. Bà mới chụp cái gì của con nhỏ vậy? Nè mọi người, bữa nay em bóc phốt bà trước nha. Bà bán giấy số nè, hoài bán giấy số rồi bà có bán bao nữa nha. Bao này bao gì? Bao quá mưa. Còn cái bao nhỏ đâu? Bao nhỏ dục rồi. Ai bỏ nhỏ tao liền rồi. Sao má này tùm lum bao quá vậy trời? Thuốc uống. Bà thấy có bao cao su trong túi luôn. Bà để tùm lum tùm la bà có đi làm thêm mới đúng không? Bà có hỏi càng không xong người bà bao không vậy? Cái này cái gì đây? Bao áo mưa. Bà để máu mưa theo làm chi? Mưa. Cách người ta yêu cầu đi. Hả? Nè thử cái áo mưa này vừa không nè. Người ta mai riêng cho bà đó. Nè áo mưa dành cho gì chức nha. Không YouTube không được ai bận. Đâu bận có vừa không nè. Bữa nay nó mai sai của bà nè. Ai xếp? Cái gì? Xếp lại đi. Chút. Ai xếp? Ý là bà thử có vừa không để người ta biết người ta mai. Người ta nới ra cho vừa. Mặc vô đi Vương. Biết rồi, xe vô thì để xe đó đi, đâu có sao đâu. Đâu bà chồng cái tay vô coi vừa không nè. Ngày mai mưa đó, tôi không có lo cho bà được đâu. Mai tôi đi lấy chồng rồi, tôi về với chồng rồi là mai bà tự lo liệu đó. Thử áo mưa vô đi để, thử áo mưa để người ta mai đồ, đồ người ta biết coi cái size của bà size mấy. Đưa cái tay lên. Nè cái tay đây nè, chọt vô. Đó. Bữa nay đã không có mưa rồi, tôi mới kêu bà thử áo mưa đó. Chứ mà bữa mưa là bà đâu có thử mưa được. Không có sao đâu.
Không, nó nóng đâu, đưa cái tay lên cái vỏ ra. Rồi đứng dậy coi dừa không, để thợ mai người ta biết, người ta bóp mó, méo rồi ta nở nới ra được cho dừa nè. Đứng dậy coi. Đâu? Quay vòng coi. Quay vòng, cái gì vậy? Gì mà vừa y vậy trời, cái áo mưa này mãi riêng cho bà mà vừa y luôn á nha. Rồi bà cột cái nơ không, tôi cột cho bà luôn. Rồi bận vậy tới tối luôn đi nha. Được không? Đâu bà giơ tay cao lên coi được không? Cái gì vậy, bà để cho con tôi đứng ở đây bà làm cái gì vậy? Bà làm cái tụi nó sợ, tụi nó không có kêu ba mẹ tụi nó mua vé số ủng hộ bà đâu nha. Là bà giơ tay trái lên coi được không? Coi được không, coi thầy người ta bớt nè. Ai? Con của tôi không đó, bây giờ bà đưa cái tay trái ra phải lên coi, coi vừa cái ống mưa không nè. Có bị lỏng hay là bị trơn dùi vậy không? Vừa chưa? Rồi sao tự nhiên trời không mưa, bận áo mưa làm gì? Cái gì? Vậy là bà bận nha, bà ngủ luôn đúng không? Chỉ ai chỉ hoài vậy trời? Trời ơi, nãy bà cũng chỉ khuôn mật nữa. Nãy em Khoa mới chạy ngang đó chứ. Không chạy lẹ quá trời luôn, kêu không kịp luôn á. Nhớ hả? Không mà không có anh Khoa buồn thiệt. Đúng không? Có sao nó vậy? Có anh Khoa mình có miếng này miếng kia vui. Anh Khoa quậy là tại bà. Em nghe. Chụp hình đó hả? Lấy liền hay mai lấy? Rồi. Ok, cảm ơn nha. Dễ thương quá. Ủa sao bà cởi đồ quá rồi? Rồi giờ đi đâu? Đi về. Về đâu? Bà Hưng trở về. Bà Hưng đâu có trở về, bà Hưng đang quay sao trở về? Về. Về đâu? Về nhà. Nhà đâu? Nhà chợ Hoa Hậu Kỹ. Bây giờ đâu để kỹ lại, bây giờ là đi về đâu? Nhà bà Hậu đi kỹ, chị có về chị cho nhau quá gian hụn rùa đi. Cái này à, biết nước gì không mà uống nước biển á, bà uống được không? Uống nước biển luôn đúng không? Bà bê gán chịu nha. Dạ bà có uống không? Ừ, uống rồi bà bê gán chịu đó. Ai? Cháu ngoại đó, kêu bà ngoại đi con. Kêu đi, ngoại. Bữa nay ngoại bán hết sớm, ngoại cho con 50 nè. Cho 50 đi, sao bà tính đâu? Bà hay ví dụ mà tiền bạc rồi bà coi trọng quá. Bà bán một người, bà bán một ngày bà lời 4-5 triệu. Cái gì vậy? Ê, trời ơi. Bà làm đi ra đây với mẹ. Bà làm cái gì vậy? Đá nhỏ đã sợ bà rồi, bà còn nạt nhộ nhỏ đính đi con. Làm gì mà con tôi ai là có cái làm gì bà? Bà không nuôi được thì tôi nuôi. Bà làm có bao giờ bà nuôi nữa đâu? Nói được không? Bà đã vui lòng bà. Đá nhỏ đã ốm yếu rồi. Bao nhiêu chuyện rồi cũng vậy bà. Đó, nó không, bà không nuôi được tôi nuôi. Đó, nó ho luôn rồi, nói tới bà ho đi. Trời ơi, nó ối luôn rồi kìa. Trời ơi là trời. Bây giờ làm bà chưa? Bà không nuôi được thì người ta nuôi. Chỉ cái gì nữa? Sao má này giống ai dựa quá vậy trời, chỉ tùm lum tùm la, bà chỉ ai vậy? Rồi, tứ đây mới, ý lộn. Đẹp trai quá kìa chứ. Cái đẹp kìa, ông xã. Ủa? Là cái gì? Trời ơi, chết rồi. Mấy người ông xã? Ngồi đây đi, ngồi đây. Mấy người với anh? Mấy người? Anh đi mấy người, ý là anh đi mấy người á? Bốn người. Không có sao đâu, em chơi BD được luôn mà. Đi đi vô đây. Đi đi hẹn với mẹ đi, mẹ cô Phương đi với ba. Đi đi. Bốn người, ơi trời ơi, cu đen. Nói chứ là bốn người đúng không anh? Em ơi, sắp mấy bạn bốn người đi bé. Ý là anh chị thích view sao? Hồ bơi hay là view đẹp không? Để em sắp bàn. Rồi lầu 1 luôn ha. Bơi được không kìa, bà hỏi bơi được không kìa. Quậy quá vậy trời. Chú Phương ơi. Ai suối? Ai lý con? Đi lên đây mẹ giải quyết. Ai? Đứng vô đây. Vô đây có mẹ nè, không sao đâu, có mẹ. Xe kìa, đứng đây con. Kìa áo đỏ mới mét kìa. Hello em. Dạ. Áo đỏ mới mát. Bà áo vàng, bà ngồi đó bà liếc con. Bà làm gì bà liếc nít người ta? Con nít làm gì bà? Nãy giờ bà hù hai ba đứa con được không? Mệt đi về. Đi về đâu? Về nhà. Uống nửa chai thôi, còn nửa chai tắm đi. Cái gì vậy? Nó nghe nè, bà nghe lời người ta, trời nóng nực bà tắm nó xăm mát lắm.
Bà uống nửa chai, bà tắm nửa chai, cái gì mà uống hết vậy? Uống bà không chừa cho người ta uống, uống gì bà uống một mình bà làm gì? Ăn uống gì cho chị em mình đồng khổ, cam đồng khổ có dạ đây. Cái gì? Uống nửa chai thì đã nửa tay, tôi với bà có phước cùng ngủ, có họa cùng chia, bà làm gì? Bỏ nước xăm bà uống mình mà vậy? Ê! Đó! Cái gì vậy? Đi ra đây con! Bà tính làm gì nói vậy? Mày mốt con không có kêu bà hoài nữa nghe không? Giận mới luôn, không có chơi với bà nữa. Rồi công an rồi, bắt nó lên phường luôn đi nè. Giờ mới lên xe ghép luôn đi Toàn. Lên luôn đi. Không, dạ. Kêu bắt bà đi. Gì mà hù nhỏ hoài đó. Bà múa đó. Ai kêu em đó? Đây ông xã. Ok, lấy liền hay mày lấy? Lấy liền đi. Chết rồi, gu chị em luôn. Bán em hai bình nước mía. Cảm ơn anh chị nha. Đưa về. Chỗ quay gì mà sát luôn mũi cô vậy con? Chụp bơm qua đây chụp với. Hay hay gì chụp với. Rồi cảm ơn chị, vô đây với mẹ con. Dễ thương quá, trời ơi đó. Chứ mẹ đi đâu? Thả tim đi con. Chỉnh đây nè, chụp hình đây nè. Tội nghiệp em gái tôi ghê á, cái đó YouTube đó con. Ok ok. Trời ơi, cho dịch bà chúc ba con. Mét ba đi con, mét ba. Đâu rồi cái máy chụp hình đâu? Ủa căng dữ trời. Trời chụp hình mà không ai mà để người mẫu, tao đợi 4 tiếng đồng hồ hết đó. Ok, cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh. Con chụp không? Ngồi bệnh đi. Ok ok chị. Cái đèn đâu tối quá ta. Rồi ok. Vô vô con. Vô con. Vô tay lên. Vô để cô Lì chụp cho Vĩ trước đi. Rồi cảm ơn con. Vô con. Cười lên. Bò chụp mấy chút không? Khách vô đông lắm nha. Thầy khách vô tiếp này. Mấy người hả chị? Mấy người chị đi mấy người lần? Rồi. 6 người rồi, 6 người em ơi. Ôi trời ơi. Hãy chơi đi, có đào gắt về. Rồi má đi đâu đi hoài vậy trời, tôi nói bà đâu đi. Bà đừng có đi khách nữa. Bà khách người ta trả bây giờ, bà làm gì bà thổi kèn người ta hoài vậy? Mấy người anh? Mấy người vậy? Trong lộn xộn. Ở đây giờ anh chị đi trong đi. Đó, giờ chạy mệt luôn, khách vô. Rồi, em biết rồi, em biết rồi. Có nhân viên ơi lấy bàn giùm chị, bé ơi hỏi khách giùm của em rồi mấy người như đâu, khách đông lắm vô. Này gấu của bà đi về ở bãi trăm mấy phần á, bà vì vì bán ở trận này mày hết chỗ rồi, ở trận hôm nay hết chỗ luôn rồi, giờ phải đang kiếm chỗ rồi.